Như chúng ta cũng đã biết, tình hình an ninh thế giới hiện nay đang được đặt trong mức báo động đỏ trước hàng loạt các cuộc chiến tranh nổ ra ở khắp các nơi. Nổi bật lên trong đó chính là cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga, Israel và Hamas, hay như cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng leo thang, gây căng thẳng lớn đến nền kinh tế của hai siêu cường và nhiều quốc gia lớn nhỏ khác nhau. Trong khi đó, bên trong nội bộ của những quốc gia từng được xem là có nền chính trị ổn định nhất thế giới cũng đang xuất hiện những dấu hiệu lục đục rõ rệt. Ví dụ điển hình nhất ở đây chính là Việt Nam. Vừa qua thì Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã xin thôi chức vụ lãnh đạo đất nước. Đây là lần thứ hai mà một vị Chủ tịch nước Việt Nam phải rời khỏi nhiệm kỳ của mình sau chưa đầy 2 năm đắc cử vào vị trí danh giá trên. Nó khiến cho người ta dấy lên nghi vấn rằng rất có thể nội bộ chính phủ Việt Nam đang cực kỳ bất ổn, các phe cánh đang đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền lực một khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hưu. Theo đó, nhiều người dự đoán rằng tương lai Việt Nam sẽ vô cùng bấp bênh nếu tình hình bất ổn chính trị không được giải quyết thật nhanh. Đáng lẽ ra, giữa lúc Việt Nam đang rối ren như thế, các nước khác sẽ phải dè chừng trong việc mở rộng quan hệ ngoại giao với đất nước hình chữ S. Nhưng Phần Lan thì không. Các nhà lãnh đạo cấp cao của nước này đã đến thăm nước bạn và bày tỏ thái độ hết sức thân tình. Vậy rốt cuộc thì Phần Lan muốn gì ở Việt Nam? Nước này đến thăm Việt Nam vào lúc quá nhạy cảm này để làm gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé! Các bạn thân mến, theo tờ báo Quân đội Nhân dân Online của Việt Nam cho biết, trưa ngày 24 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho cùng với đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Phần Lan đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đón đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lê Anh Tuấn và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Novato. Tham gia đoàn đại biểu Phần Lan gồm có ông Sakari Puisto, nghị sĩ Quốc hội, nhóm nghị sĩ đảng người Phần Lan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại, ông Ate Kaleva, nghị sĩ Quốc hội, nhóm nghị sĩ đảng Liên minh Quốc gia, Chủ tịch Phái đoàn Phần Lan tại Hội nghị Nghị viện Á-Âu ASEP, bà Inka Hopsu, nghị sĩ Quốc hội, Phó Chủ tịch thứ hai nhóm nghị sĩ đảng Xanh, thành viên nhóm hữu nghị nghị viện với ASEAN, bà Laura Kamras, Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, ông Sampo Sarinen, cố vấn các vấn đề quốc tế cho Chủ tịch Quốc hội Phần Lan. Sau khi đến Hà Nội, đoàn đã tham quan khu vực phố cổ Hồ Hoàn Kiếm. Theo đúng dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đã dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chào xã giao Thường trực Ban Bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số hoạt động bên lề khác. Và đây là chuyến thăm nằm trong khuôn khổ hoạt động trao đổi đoàn cấp cao mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Phần Lan-Việt Nam 1973-2023. Vâng, nhắc đến mối quan hệ hai nước Việt Nam và Phần Lan, có thể nói đây là mối quan hệ ngoại giao đã có từ lâu đời, bởi vì Việt Nam và Phần Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 25 tháng 1 năm 1973. Trải qua 51 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan vẫn được duy trì, phát triển tốt đẹp. Nước bạn luôn dành cho Việt Nam sự quan tâm và tình cảm đặc biệt, được thể hiện qua nhiều dự án hỗ trợ hiệu quả trong các lĩnh vực nước sạch, trồng rừng. Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là các lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hai nước. Theo đó, kim ngạch thương mại giữa đôi bên liên tục tăng cao trong những năm gần đây. Quay trở lại, chuyến viếng thăm vừa rồi, Việt Nam chính là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho thăm chính thức kể từ khi nhậm chức. Nó cho thấy được vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa cơ quan nghị viện hai quốc gia. Vậy nên nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho muốn thông qua chuyến thăm lần này để tăng cường quan hệ trên kênh quốc hội và hợp tác giữa hai nước ở nhiều lĩnh vực trọng yếu. Và thực tế đã diễn ra giống như những gì được dự đoán từ trước. Trong suốt chuyến thăm vừa qua, Phần Lan và Việt Nam đã trao đổi các biện pháp kết hợp để đưa quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục và đào tạo của hai nước đi vào chiều sâu, thực chất. Việt Nam và Phần Lan còn đồng thời duy trì thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, bao gồm đoàn cấp cao và cấp bộ, ngành địa phương triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa hai quốc gia. Về hợp tác nghị viện, hai bên đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trên kênh ngoại giao nghị viện,
tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, cũng như tăng cường giao lưu nghị sĩ, qua đó trao đổi kinh nghiệm trong khâu tổ chức và hoạt động nghị viện nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội lẫn cơ quan giúp việc, hợp tác giám sát việc thực hiện có kết quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa chính phủ hai nước, ủng hộ tăng cường kết nối và hợp tác các doanh nghiệp quốc gia. Đặc biệt nhất là Việt Nam và Phần Lan còn tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ, tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như IPU và ASEP. Nó sẽ giúp cho hai nước củng cố được vị trí lẫn tiếng nói của mình tại các tổ chức quốc tế và trên chính trường thế giới hiện nay. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho khẳng định Phần Lan coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong ASEAN. Phần Lan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam để phát huy tối đa tiềm năng to lớn giữa hai nước. Đồng thời, nước nhà luôn đồng hành cùng với Việt Nam trong việc thực hiện khát vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao trong những năm tới đây. Như vậy, có thể thấy, bất chấp chuyện Việt Nam đang có những bất ổn chính trị, đất nước hình chữ S vẫn được các nước bạn như là Phần Lan đánh giá cao. Theo đó, Phần Lan vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào Việt Nam và dành cho bạn bè tình cảm tốt đẹp để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa đôi bên. Vậy nên có thể thấy rằng chuyến thăm của Phần Lan đến Việt Nam hoàn toàn không có bất kỳ một dụng ý đen tối nào cả. Nhất là khi nó được diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Vương Đình Huệ mà thôi. Còn về phía Việt Nam, chuyện Hà Nội gửi lời mời cho nước bạn và đón tiếp một cách trọng thị cũng là điều hết sức bình thường trong quan hệ ngoại giao với các nước. Đất nước hình chữ S không hề có dụng ý lôi kéo nước khác về phía mình để tạo ra quyền lực mềm vô hình cho bản thân. Thay vào đó, sự nhiệt tình của Việt Nam chính là cách để đất nước hình chữ S hiện thực hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa theo định hướng, chủ trương đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết số 34 NQTW ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị, cũng như khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan nói riêng và các nước khác nói chung. Nhờ đường lối ngoại giao trung lập và khôn khéo ấy mà Việt Nam đã nhận được cái nhìn thiện cảm từ bạn bè quốc tế, đồng thời có thể đi nước đôi giữa các siêu cường trên thế giới. Qua đó, Việt Nam đã và đang gặt hái được những thành tựu ngoại giao đáng kể khi liên tục mở rộng thành công mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hàng loạt nước lớn hiện nay. Quay trở lại câu chuyện với Phần Lan, hy vọng rằng trong tương lai tới đây, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp và được nâng tầm cao nhất. Việt Nam theo đó sẽ có thêm một người bạn thân thiết, hỗ trợ mình đắc lực trên con đường phát triển đất nước, cũng như trên con đường khẳng định vị thế của quốc gia trên chính trường trong gai. Như chúng ta cũng biết, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hungary đã được xây dựng từ rất lâu đời. Hai bên luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và cùng nhau tăng cường hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị lâu dài. Vậy nên có thể nói, ngoài bạn Nga ra, Hungary cũng là một người bạn thân thiết, chứng kiến được từng bước đi và cả sự trưởng thành của Việt Nam. Để rồi mới đây, phía nước bạn đã dành những lời khen có cánh cho Việt Nam và thẳng thắn nói rằng Trung Đông Âu nên học hỏi đất nước hình chữ S nếu muốn đi lên và phát triển bền vững. Thông tin trên đã được giới truyền thông Hungary đưa tin rộng rãi trong bài viết được đăng tải trên trang tin Magyar Nemzet vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 vừa rồi. Vậy chi tiết ra sao? Lý do gì mà Hungary lại có phát ngôn gây sốc đến như thế? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số ngày hôm nay sau khi các bạn đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé! Các bạn thân mến, mở đầu bài viết có tiêu đề Chúng ta cũng có thể học hỏi nhiều điều từ Việt Nam ở Trung và Đông Âu. Trên trang Magyar Nemzet vừa qua, giới truyền thông nước này đã dẫn lời Thủ tướng Hungary và chuyên gia phân tích Peter Klemensis để bàn về Việt Nam như sau. Vào hôm thứ Sáu, khi đề cập đến chuyến thăm của người đồng cấp chính thức Việt Nam ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết sự trỗi dậy của các nước châu Á không phải là một hiện tượng nhất thời. Phương Tây phải hiểu rằng không chỉ mình họ đưa ra luật chơi kinh tế ở thời điểm hiện giờ. Còn trước đó, tại cuộc họp báo chung được tổ chức hôm thứ Năm, Thủ tướng Hungary đã nói về một thực tế rằng sự phát triển của Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung trong hệ thống kinh tế thế giới mới cũng mang lại những cơ hội lớn cho Hungary trong tương lai gần.
Dựa trên cơ sở này, ông Peter Clemenschitz, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Á-Âu của Đại học Janos Neumann, nhắc nhở chúng tôi rằng quan hệ Hungary-Việt Nam có từ những năm 1950 trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Khi đó Bắc Việt là một đối tác quan trọng của Hungary và ngược lại. Cụ thể hơn là Hungary đã ủng hộ nước Cộng sản này đánh Mỹ sau khi hai miền Nam Bắc thống nhất năm 1975. Và hình thành nên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp. Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng đề cập đến việc, vào năm 1975, một đội quân Hungary đã đến Việt Nam với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Sau đó, các thành viên ấy đã góp phần đào tạo 3.500 sĩ quan cho nước bạn của mình. Vậy nên có thể nói là Hungary hiểu rất rõ về Việt Nam từ trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại. Hungary đã quá quen thuộc với các chính sách ngoại giao chính trị và cả chính sách phát triển kinh tế mà đất nước hình chữ S theo đuổi cho mình. Do đó, ông Peter Clemenschitz đã khuyên Hungary cũng như các nước Trung Đông, Âu nên tận dụng sự hiểu biết đó để học tập Việt Nam như sau. Về mặt thương mại giữa Hungary và Việt Nam đã có những bước tiến nhảy vọt cùng với hàng loạt kỷ lục được lập ra. Cụ thể hơn là trong hơn 7 năm qua, quan hệ Hungary-Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và đến năm 2018, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác toàn diện. Theo đó, quy mô thương mại song phương giữa hai nước đã tăng lên đáng kể suốt nhiều năm liền. Có thời điểm, tổng giá trị thương mại song phương hai nước đã vượt quá 1 tỷ đô la. Trong đó, mức xuất khẩu của Hungary sang Việt Nam đạt mốc ấn tượng, khiến cho ai cũng phải trầm trồ. Ngoài ra, Hungary còn đề nghị cho Việt Nam vay viện trợ 500 triệu euro, đồng thời đề nghị tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Budapest và Hà Nội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nông nghiệp và quản lý nước nhà. Hiện có khoảng 6.000 công dân Việt Nam sống ở Hungary và có khoảng 4.000 trí thức Việt Nam đã học xong đại học tại Hungary trước đó. Tôi cho rằng tất cả những điều này sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác chính trị và kinh tế giữa hai nước trong tương lai gần. Tương tự với Hungary, Việt Nam cũng đang mở rộng mối quan hệ, hợp tác thương mại với nhiều quốc gia trên toàn cầu. Việt Nam luôn biết cách xây dựng và phát triển các mối quan hệ theo hướng có lợi nhất cho mình. Và đây là cách làm kinh tế khá hiệu quả mà chúng ta nên cân nhắc khi này. Vâng, quả thật là ông Peter Clemenschitz nói không hề sai. Ngoài Hungary ra, Việt Nam còn mở rộng mối quan hệ thương mại với hàng loạt các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Đức, Ấn Độ, Hà Lan và các quốc gia Đông Nam Á khác. Điều này đã giúp cho Việt Nam thu được tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 683 tỷ đô la trong năm 2023 vừa qua. Đây là một con số vô cùng khả quan trước tình hình thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, với hàng loạt những cuộc chiến tranh ác liệt và vô số lệnh cấm vận được ban ra dành cho quốc gia tham gia vào các chiến trường này. Còn từ năm 2021 trở về trước, Việt Nam liên tiếp nằm trong nhóm 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Tính riêng trong năm 2021, xuất khẩu của Việt Nam xếp hạng thứ 23 và nhập khẩu của Việt Nam xếp hạng thứ 20 trên toàn cầu. Và xếp phía dưới Việt Nam thì có khá nhiều các quốc gia Trung và Đông Âu khác. Điều này cho thấy rằng sự phát triển vượt bậc của đất nước hình chữ S sau vài chục năm xây dựng và phát triển nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng nên nhớ rằng cùng với nền kinh tế mở cửa như thế, Việt Nam rất dễ bị tổn thương một khi tình hình thế giới biến động. Vậy nên, Việt Nam cần đưa ra các dự đoán chuẩn xác về những gì sẽ xảy ra trong tương lai để xây dựng nên các giải pháp ứng phó khả thi nhất cho mình. Tiếp đến là về lĩnh vực ngoại giao, chính trị, ông Peter Clemenschitz đã từng nói với các nhà lập pháp Hungary về chính sách đối ngoại của Việt Nam như sau. Sau lệnh cấm vận của Mỹ, Hà Nội đã quyết định được mối quan hệ với Washington. Trong đó, mối quan hệ với Trung Quốc trong tư cách là nước láng giềng cũng đã có từ lâu đời. Mặc dù mối quan hệ Trung Việt không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chính sách đối ngoại của Việt Nam chắc chắn phù hợp với mong đợi của Trung Quốc, nhất là khi nước này đang cố gắng hình thành nên một trung tâm đối ngoại hấp dẫn và tương đối thích hợp với Trung Quốc lẫn nhiều quốc gia xung quanh mình. Nó cho thấy rằng Việt Nam rất quan tâm đến việc thiết lập mối quan hệ hòa bình với tất cả các nước có thiện chí. Nhờ vậy mà Việt Nam đang có trong tay rất nhiều những mối quan hệ tốt đẹp với các nước trên thế giới hiện giờ. Theo đó, Việt Nam đã tìm kiếm nhiều bản hợp đồng hợp tác có giá trị cao liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và cả giáo dục. Đây cũng là điều mà Trung và Đông Âu chúng ta nên học hỏi hiện giờ. Có thể nói là những gì mà vị chuyên gia này vừa đề cập ở trên đã khái quát được đường lối đối ngoại mà Việt Nam đang theo đuổi hiện nay. Đó chính là đường lối ngoại giao cây tre khôn khéo, kết hợp với chính sách quốc phòng 4.0 để giữ vị thế trung lập trước các quốc gia hùng cường. Nhờ vậy mà Việt Nam đã lách mình ra khỏi cuộc chiến không hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc hay giữa các quốc gia có mối thù truyền kiếp với Hàn Quốc và Triều Tiên để xây dựng được tình hữu nghị tốt đẹp với nhiều bạn trên toàn cầu.
Theo thống kê của Wikipedia cho thấy, Việt Nam hiện là nước thiết lập được mối quan hệ hữu nghị với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 6 đối tác chiến lược toàn diện, 18 đối tác chiến lược bao gồm cả 6 đối tác chiến lược toàn diện và 12 đối tác toàn diện khác. Một khi mối quan hệ ngoại giao chính trị được tăng cường mạnh mẽ, thì các hợp đồng thương mại, kinh tế, nhiều bản hợp đồng có giá trị khác cũng sẽ tự động đổ về Việt Nam. Và đây là điều mà rất nhiều các quốc gia Trung Đông Âu hiện nay vẫn đang thèm khát nhưng vẫn đang loay hoay chưa biết nên làm như thế nào. Nhưng mà công bằng mà nói thì việc theo đuổi đường lối ngoại giao trung lập giúp cân bằng quyền lực của chính Việt Nam gặp phải khó khăn trước sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Vì Việt Nam chỉ có thể tự dựa vào sức mình, chứ không thể nhờ vả đến sự giúp đỡ của các đồng minh thân cận như là Philippines hiện giờ. Nói tóm lại, Việt Nam quả thật có nhiều điều hay ho để các nước khác phải học tập. Nhưng song song đó, đường lối ngoại giao, chính trị và phát triển kinh tế của đất nước hình chữ S vẫn có những nhược điểm cần lưu ý như những gì mà chúng ta đã vừa đề cập. Thiết nghĩ, các nhà lãnh đạo Việt Nam nên phát huy hơn nữa thế mạnh sẵn có và tìm cách khắc phục những điểm yếu của riêng mình. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới trở nên hùng cường hơn trong tương lai gần.